tập thì có toàn mấy láo không ạ? Đang ngồi quán cà phê hỏi đâu cái đang đi làm gì kia. Nếu mà mình nói thật không được, sếp hỏi một đường đó một nẻo, toàn nó quanh nó to mà mình khi nào tâm mình không được cái gì cả. Nên là con nói là cho đời Phật dạy cũng đạt được đời của con đấy. Con chỉ nói như thế thôi, chia sẻ nói như thế thôi. Đó là cái dạ. Vâng, xuất gia được cái thì cái điều an lạc hạnh đó là Phật danh. An lạc hạnh không cho mình còn làm việc đâu, mình lo thì mình theo thế gian thì mình chịu theo hành nghiệp thế gian. Bây giờ mình đi làm việc với láo như thế, làm việc báo người báo vui như thế mà mình đòi có tiền đi, đòi có giải thoát, đòi được tốt đẹp thì cái đấy chắc không có. Vâng. Nếu mà đi làm anh thì chấp nhận thì phải chịu cái hành đấy, kinh nghiệm đấy. Anh chấp nhận chẳng hạn như đời sau mình nói là sau nhờ mình làm hết cái đời này rồi mình nói láo nhiều như thế rồi, nghiệp đó mình chưa trả, đời sau mình tái sinh lại mình tu thiền đời sau mình tỉnh đạo hoài, mà mình làm rất do cái đời trước mình làm như thế rồi, đúng không? Thì hành nghiệp với nó mang như thế rồi nhiều nhiều cái quả đó, nên là nhiều mình biết như thế rồi. Cân nhắc trong kỳ, nhưng mà người có đức mà giữ được giới thì không lo cái gì cả. Giờ con đây, con ngày xưa con bỏ, con cũng đi làm giống như mọi người thôi. Con đi làm thì có cái lương làm biết rồi để kiếm tiền để tuổi già chứ. Nhưng mà nghe được phần dài rồi nó cũng cần cái đấy. Chỉ cần có lực có giới còn có lo lắng cũng như tốt đẹp lúc nào cũng đầy đủ, nhưng mà con thấy cái đấy đúng sự thật. Con đi 9 năm nay thì không có khi nào mà con nói cả. Và con đi tuy là ở trên rừng trên núi, tuy là trên đèo cũng phải có khó như thế này, nhưng bây giờ có một người đây chưa có thể tôi quay nha mẹ. Con đi ở ngoài chả có ai hỏi chuyện đồ thần kinh đầu tiên ở ngoài, nhưng mà rồi cũng có người cho no đủ, không thiếu thứ gì thì con nói là Phật nói cũng có sai, nó đúng như thế rồi mình đặt niềm tin tu hành nhé, đâu có phải vì, nhưng mà mình đi tu hành không phải là vì ăn uống hay để vì danh lợi, để mục đích của mình là cái trí tuệ, cái đạo đức, cái trí tuệ, cái giải thoát của mình, đó là con thấy cái niềm tin như thế. Mọi người mà cứ giữ giới ở nhà, mọi người cứ ở nhà mình quay nó sống rồi tự nhiên cũng có người bắt cơm bắt gạo đến cửa nhà mọi người ăn, thì là không cần phải làm không phải bị lao động và ai gì đều cần. Bà con ở đây rất là đông như cả nhà. Tối con lại ngồi với thầy đó, rất là đông.
cấp, đừng muốn bói toán, đừng muốn làm cái điều gì hại là mình sống như thế này. Lúc nào đều gặp đều số tiền. Dạ, anh chị đạo thần. Giá quần áo trong đêm luôn cả nhà, không thấy đường luôn, giá quần áo trong đêm luôn. Bên nè, bên kia có mấy cô nữ của anh không? Là không có, mấy cô nữ đi qua hai phòng kia hết rồi. Nói chung là tối thì vậy. Con ở đây cũng rất là đông, khi đến cũng muốn trò chuyện với thầy. Bởi vì thầy không phải ở đây lâu nên là chỉ ngày mai là xuất hành rồi. Tuy biết rằng là đi cả ngày mệt sức khỏe như vậy đó cả nhà, thì cũng do quý mến nên bà con ở đây đông. Đến lại mình nghĩ là chắc không có ai. Như lại đây mình cũng hơi bỡ ngỡ cái là mọi người quá đông đó cả nhà. Cả nhà cũng chia sẻ với giúp mình nha. Với lại là đây mình đi tìm cái cô ấy rồi. Chia sẻ giúp em đi cả nhà, chia sẻ giúp em. Cái cô kia đâu rồi ta? Sao rồi? Mắc đôi dép hả bà? Đôi dép hả? Dép không có ở đây nữa. Dép xấu không có đây, phải chỗ này không? Không. Không có đâu, đây làm gì có dép. Ở đây nè, chắc dép đây nè bà. Đúng không? Đúng rồi đó. Sáng mai có tiễn thầy không cô? Đã. Sáng mai cô có tiễn thầy một đoạn không? Có. Một đoạn qua Nghệ An chứ hả? Dạ. Dạ, tụi con ở miền Tây á. Các cháu đi mấy ngày rồi?
Tụi con đi, con thì mới đây, mới 2-3 ngày nay. Còn mấy anh em kia đi từ lúc mà đón sư tử ở chỗ Hà Nội tới giờ. Mệt chậu này. Rồi mình đi không nên mình đi vừa đi vừa chạy xe, vừa đi nhảy lên nhảy xuống thì còn không nổi nữa. Đi liên tục như một ngày 3-40 cây á, đâu có đâu. Nói chứ thật sự ra mình làm gì cũng không đúng, đúng không? Tại vì đi mệt cả ngày rồi giờ mình ngồi vậy nữa thì cũng không đúng. Nhưng mà vì sư không có ở đây, mai sư đi, đâm ra là mấy cô mới ra đây chứ ngồi với sư xíu, đúng không? Ừ, đúng không? Nghe thuyết pháp. Dạ, nãy giờ sư thuyết pháp lâu chưa con? Lâu ra 30 phút rồi hả? Cô ra là 30 phút chứ con hồi chắc lèo. À, vậy là ngồi lâu vậy là lâu rồi. Giờ. À, từ chiều đến giờ luôn hả? Trời ơi. Bà đang người vẫn khỏe nha. À. Cái sư đang xài máy tính, trong có một vị sư đang xài máy tính trong đó đó. Đó. Không biết nữa đó, sư đó đang xài máy tính. Tụi con đi vô tới hé luôn chứ. Đi cùng trời cứu đất với sư mà. Sư đang xài máy tính đó, chứ đây là làm công an phường đó, nhưng mà không biết sao sư nghỉ rồi quyết đi phường. Hồi chiều mới hỏi mà, hồi chiều là ông đi không nổi luôn, ông đứng rung cái chân phòng rộp đó. Đi không được nữa, phải có đôi dép sỏi vô ông đi đỡ, tại vì chân đã rộp mà đi chân không mà dưới cái đá sỏi mà người thì cô có tưởng tượng là ba cái sỏi đó nhảy nó cánh vô cho đó thì chịu gì nổi, đúng không? Thì đó đều đúng rồi. Cái hành của thầy là thầy nguyện là đi tụi con á hả? Tụi con là con ra đây được 4 ngày à. Còn mấy bạn kia trước thì gần cả chục ngày hơn rồi. Dạ. Con tụi con nhục xe máy lên xe đò, rồi đi xe đò xuống đây. Tụi con á hả? Tụi con vô ngoài ngủ ngoài khách sạn á. Tại tụi con đi vô coi giờ này thầy thiền rồi xong chưa mà. Ai về đâu, đi vô đây thấy quá trời người trong này luôn, tụi con cũng giật mình. Tại vì tụi con đi bao nhiêu ngày tụi con cũng biết, giờ nghỉ ngơi cho thầy thì mai có sức để thầy đi. Tại đi bộ mà mấy chục cây, mà cô biết là buổi sáng thọ thực chỉ có buổi sáng à. Rồi là nhìn tới ngày sáng tới ngày mai là. Dạ con ạ. Đúng rồi, thì ngày mai thầy đã đi rồi nên các cô như là cũng muốn đến gặp xíu. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì cũng hiểu. Nhưng mà nhiều người ta không hiểu, ta nói sao tự nhiên không để cho thầy nghỉ ngơi này cái nọ. Thì lúc em đi vô đây thì thấy mọi người. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó. Những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn.
coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu so bóp 135.000, cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.